Tối nay tôi ở Tuy Hòa, Phú Yên, vừa mới đi ăn mắt cá ngừ rồi về khách sạn nằm một chút. Mấy cái đêm ở Tuy Hòa cứ gọi réo cháy máy luôn, là bạo giận đi ăn hải sản và con dông. Mà toàn là mấy cái món ngon không luôn, cho nên vậy là xách đít đi qua cái quán hải sản ở Tuy Hòa mà chắc là ai cũng biết, nhà hàng phố đêm nè. Cái khu Tường Trà thì có rất là nhiều hồ chứa đồ tươi sống luôn, mà Phúc mê nhất là cái món ốc hương mà bán rẻ rề luôn á. Phúc nhớ đâu có 200-300 ngàn ký á. Thêm một ký nghêu biển gì đó mà nó to như là con hầu á, rồi làm cái món nướng mỡ hành đậu phộng mà lát mần xong ăn ngon lắm nha. Rồi Phúc mới nói chơi mà cái đám em nó kêu thiệt luôn, quất ngay một ký ốc hương làm rang muối. Cái quán này thì nằm ở đường Mậu Thân, phường 5, thành phố Tuy Hòa, có phòng riêng và nhiều tầng lắm. Tụi mình lựa tầng cao ngồi rồi chờ đồ ăn ra thưởng thức. Rồi Phúc mới nhớ rất là rõ là cái bữa đó có gọi một cái món nổi tiếng ở Phú Yên mà tôi là người lựa món xong một hồi mang ra không có dám ăn. Cái món dông là món đặc sản của vùng đất này. Dông thì nướng lại để nguyên con luôn, ui chui cho mẹ ơi, Phúc sợ rắn mối cho nên nhìn y chang luôn, cho nên tôi bỏ món này luôn. Rồi mê nhất là cái món rong nho chấm mù tạt làm một tô ăn cho đã thèm, thêm một cái dưa gọi cá mai gấp ăn chứ không có cuốn như hồi tuần trước mà Phúc mới ăn trong Sài Gòn, gọi thêm một chục con hàu ăn cho good luôn. Rồi có cái món sụn chấm muối ớt ngon lắm. Đồ ăn Phú Yên thì khá là nhiều đặc sản nhưng mà Phúc cảm thấy ăn rất là ok nha. Người Phú Yên thì nhiệt tình mà làm cho Phúc nhớ mãi không quên cái vùng đất này luôn. Bữa ăn tối thì ngồi nói chuyện rơm rả về những cái điều mới lạ để khám phá vùng đất này nè. Lâu lắm rồi thì Phúc mới ngủ lại một đêm ở Phú Yên. Mọi người hẹn nhau sáng mai đi ăn sáng rồi dẫn Phúc đi vô Vũng Rô chơi, rồi tụi nó bảo chứ đi Vũng Rô một lần là nhớ mãi không quên luôn. Các bạn nhớ đón xem nha, sẽ làm cho các bạn thích mê luôn á.